Giảm ngay 3 triệu đồng khi các bác mua một bộ đỉnh ngũ sự song long chầu nguyệt 36kg và giá chỉ còn 12.890.000, miễn phí vận chuyển và còn tặng thêm cho các bác một mâm bồng chữ phúc với đường kính là 30cm. Bộ đỉnh này của nhà em được đúc hoàn toàn bằng đồng cát tút 100% với đôi rồng chầu mặt nguyệt là được đúc nổi 3D. Đấy, đầu rồng là được đúc nổi tới 3-4 phân trên nền đồng các bác ạ. Đấy, được chạm tỉa rất là tinh xảo kỹ lưỡng. Và bộ đỉnh này là bộ đỉnh 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Đây là một mẫu mới nhất trên thị trường. Và đặc biệt bộ đỉnh này là có cân nặng là 36kg đồng cát tút các bác nhá. Và đang chỉ bán với giá là 12.890.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và còn được tặng thêm một mâm bồng chữ Phúc 30cm rất là to và rất là đẹp. Các bác mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình. Cam kết với các bác là chất liệu là bằng đồng cát tút 100%, hai tay mây và ba chân quỳ lân là được đúc liền khối. Đấy, các bác có thể thấy là cái nắp đỉnh là cũng được đúc rồng nổi 3D, đấy, được chạm tỉa kênh bong rất là đẹp. Nghe là con nghe được làm to, nó oai phong hơn và được chạm tỉa thêm vảy rất là đẹp và rất là có hồn. Nó mang một cái tính biểu tượng rất là cao, mang cái tính trấn trạch cực kỳ là mạnh mẽ. Đấy, các bác thấy là hai tay mây là cũng được chạm tỉa nền gấm hoa rất là đẹp. Cam kết với các bác là hai tay mây và ba chân quỳ lân là được đúc liền khối. Giao hàng đến là các bác được kiểm tra, lấy máy mài, lấy rũa để kiểm tra chất lượng đồng thoải mái các bác nhé. Và tổng cân nặng là 36kg đồng, rất là to và rất là đẹp. Để các bác có thể dâng lên ban thờ gia tiên của nhà mình, nó sẽ rất là nổi bật. Bởi vì đây là một màu đồng mộc và được phủ bóng. À, các bác hàng năm là chỉ việc lấy rẻ lau chùi đi là sạch thôi, không cần phải đi đánh lại. Đây là cái mâm bồng rất là to, có đường kính là 30cm, cũng được chạm tỉa rất là đẹp, các cái hoa văn chi tiết nổi lên. À, đôi hạc là hạc cánh tiên ngậm chùm sen, rất là to và rất là đẹp các bác ạ. Đấy, tất cả là đều được phủ bóng để các bác có thể là dễ dàng lau chùi, dễ dàng vệ sinh, bảo hành trọn đời cho tất cả các bác. Đấy, lến là lến hoa văn, đấy, rất là to, rất là đẹp rồi. Đấy, các bác mua hàng, gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình. Giá chỉ có 12.890.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác ngay trong tháng này. Tặng thêm các bác mua bộ đỉnh sẽ được tặng thêm một cái mâm bồng chữ Phúc, đường kính là 30cm. Để các bác có thể dâng lên ban thờ gia tiên của nhà mình, nó đầy đủ món, nó đẹp và nó sang trọng hơn. Đấy, các bác thấy là 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Linh và mặt nguyệt là được rác vàng, rất là sang trọng các bác nhé. Vâng, em là Toản Phong Thủy, các bác mua hàng gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình ạ.